Dạ thì giờ bà nha. Giao gì cô? Bà ấy thì Thấy giờ gì? Bà quá, yên tâm. Giờ mình xách cái máy bình thường ra, quay, coi thử trúng cái số thứ tự bao nhiêu bây giờ này. Hỏi nhanh đốc gọn nha. À. chào nghe cô. Rồi, nha. Bây giờ con trả lời không không có thời gian chừa suy nghĩ đâu nha. Một, cao xuống một, rất là dễ. Mẫu nguyên tử cấu tạo nên cái gì, Dạ thưa cô, và mình tự có tổ từ hoặc nhân và lớp vào. Thấy chưa? Mẫu nguyên tử được cấu tạo từ hạt nhân và nước thở. Mình đương nói cái gì vậy á? Một. Là cô Ừ. bảo nguyên tử lưu gồm chuyển động với sắp xếp có electron. Này. Thứ hai, bây giờ câu thứ hai nè, gọi một bạn khác. Trọng, mở mic lên Trọng. Dạ, cô nghe không? Nghe, rất rõ. Đọc cái Cô cấu hình electron của calo. là màu ái kha Một, ha ha, ha, x, B6 ha. B6. B ái Bài kha kha bóng 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 ếch màu ấy sau đây thiếu rồi cô ha rồi Lâm bổ thiếu sung đi Lâm. thiếu rồi Dạ cô nghe chưa cô? Nè cứ đạp về Cô là đạt lệ về từ đâu? Đạt lệ từ đâu cô? đúng rồi, đặt lại từ đầu Cô là một ếch khe một ếch khe kha khe ếch kha khe b sáu
Bo X hay à? Bo X à? Bo B Nam. Bo B Nam. Rồi. Giải ra ngàn cái đám sách đám vở lệ vô có phòng kiểm tra. Thì bắt đầu là cái cấu hình này nhiều người cũng lộn xộn hết. Bây giờ xác định cái số electron độc thân. Thứ nhất là số electron ngoài cùng nè. Số electron thuộc phân mức năng lượng cao nhất. Cả lớp gì như này. Phân mức năng lượng cao nhất. Và số A độc thân. Xác định ba cái thông số này trong cái cấu hình của cà lo. Thứ nhất, A lớp ngoài cùng có bao nhiêu A? À, lớp ngoài cùng có bao nhiêu A? À, hỏi biết thử. Nào rồi. Yeah. Có Văn Hà. Cô là ba ai? Lớp ngoài cùng có ba ai? Đây nè. Phân tử này có ba lớp A và lớp ngoài cùng có ba ai. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Số A thuộc phân mức năng lượng cao nhất. Mấy ai? Cái này, cái khái niệm này nó mới nè, cô chỉ nè. Phân mức năng lượng có nghĩa tương ứng với cái phân lớp. Tương ứng với phân lớp nha. Được chưa? Do đó phân mức năng lượng nó có cái phân mức năng lượng 1x 2x 2b 3x và 3b. Gì đó? Đây là phân mức năng lượng. Cái máy của nó bị đờ. Vậy thì cái phân mức năng lượng cao nhất trong trường hợp này là 3B. À, đây là năng lượng cao nhất. Như vậy nó sẽ có 5 electron thuộc cái phân mức năng lượng cao nhất. Bây giờ xác định cái số A độc thân. Muốn xác định số A độc thân thì phải biểu diễn nó trên cái orbital. Lúc này chỉ biểu diễn cái lớp ngoài cùng, còn có cái lớp trang nó bổ hòa rồi. Cho nên lớp ngoài cùng là lớp thứ 3, nó gồm x này, 3x nó như thế này. Bây giờ 3b, b đây. 1 kha 3. 3x kha như vậy lên 1 xuống 1. 3b nam 1 kha 3 bóng nam, đây là 3b. Như vậy nó sẽ có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Xác định được chưa? Bây giờ các kali 19, cô yêu cầu một bạn là đạt cái cấu hình cho cô. Khôi Anh Nam. Dạ thưa cô là 1x2. 1x2. 2x2. 2x2. 2b6. 2b6. 3x2 và 3b6. 3x2, 3b6. Đủ chưa? 2, 4, 10, 12, 18. Kali 19 nè con. Trọng, bổ sung đi Trọng. Dạ, cô thiếu 4x1. Đúng rồi. Chỗ này, năng lượng sau cái năng lượng 3b6 thì đến năng lượng 4, 4x và còn 1a năng 4x1. Lúc này, nó có 4 lớp A. Lớp ngoài cùng có 1 electron. Số electron thuộc cái phân mức năng lượng cao nhất là mấy A? Phân mức nào năng lượng cao nhất đây? Đây, bóng S như vậy 1 A. Và dĩ nhiên biểu diễn cái bóng S này trên orbital nó như thế này. Nó sẽ có 1 A độc thân.
một L. Tương tự các em viết cho cô cái cấu hình của sát 26 mangan 25 giùm cô. Sát 26 và mangan 25. Mangan 25 và sát 26. Bây giờ cô viết cái thằng mangan 25 cho các bạn nhìn nha. Đây, 1xk 2xk 2b6 3xk 3b6 3d 4x. Ở đây các em sẽ thắc mắc cái việc là viết 4x trước hay là 3d trước. Rõ ràng cấu hình electron người ta định nghĩa là biểu diễn các electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau. Do đó cái lớp thứ 3 thì hết 3x rồi đến 3b rồi đến 3d. Do đó là mình phải viết 3d trước. Nhưng mà khi viết đến đây thì năng lượng của 4x nó thấp hơn năng lượng của 3D. Do đó A nó sẽ điền ở 4X trước rồi sau đó mới điền ở 3D. Và ở đây 4X ha, rồi nó mới quay lại còn dơ A thì nó sẽ điền lại 3D, 3D nam là hết. Được chưa? Cho nên trang cái cấu hình này nếu mà mình nốt cái lớp ngoài cùng thì sẽ có hơi A. Lớp 4X ha này, lớp ngoài cùng có hơi A. Nhưng mà số A ở phân mức năng lượng con nhé, con để ấy là nhắn xem nè, số A thuộc lớp ngoài cùng là A, nhưng mà A ở phân mức năng lượng câu nhất thì lẽ là cái lớp 3D và lúc đó nó sẽ có 5A. Được chưa? A độc thân thì lúc này phải biểu diễn cả lớp ngoài cùng lẫn phân lớp sót lớp ngoài cùng chưa bổ hòa, bởi vì chưa bổ hòa thì có khả năng sinh ra độc thân, thì phải biểu diễn cả 3D và 4X. D có 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Theo cái quy tắc khung là bỏ lên trên hết. 1, 2, 3, 4, 5. Bao giờ tới cái số 6 rồi mới xuống. Đánh 4X. X có 1 orbital. 4X. 4X ha. Vậy chọn thế cơ bản nó có 5A độc thân. Chỗ này là chỗ các em hay nhầm khi mà hàm của phân mức năng lượng và cấu hình. Cấu hình thì phải viết đúng trật tự, giống như cái hòn ghế người ta sáp đó mà, từ trang qua mà, thì mình phải đem đúng cái trật tự. Còn cái A nó chiếm cái mức năng lượng nào thì dựa vào, chiếm cái hòn ghế nào thì dựa vào cái năng lượng. A sẽ điền ở 4X trước, sau đó còn lại điền ở 3D. Ngay chỗ này có bạn nào thắc mắc không nè? Các bạn mà thắc mắc không? Không thì tương tự mình viết cái chỗ 4X tới cho cô và cái chỗ sát 26 cho cô. Cô hồi nãy nhà bạn O bị mất điện nha cô. À, dạ bạn vô chưa con? Dạ con không biết với cô. Rồi rồi, ok con. Viết cái cấu hình của sát 26 đây. Có bạn nhắn cái quả cho cô rồi nè. Còn 3B6 nhìn lại cái tin nhắn của mình nè. 3B6 thì sẽ đánh 3D chứ không phải là đánh. Đúng rồi, ok, không sao rồi. Một XK đánh 2xk 2b6 3xk 3b6. Mình viết
3x 3b thì sẽ đến 3d, 3d để đây. Bắt đầu viết 4x ra, bởi vì a sẽ điền 4x ra trước, sau đó nó quanh lại nó điền 3d. Thì đánh 4x ra là 20a rồi, như vậy còn là 3d, 3d 6. Lúc này lớp ngoài cùng có 2a lớp không? Rồi, một số bạn nhắn cho cô và đều đúng hết. Như vậy, áp dụng viết các cấu hình electron, xác định cái số electron lớp ngoài cùng, ghi vô vở nha, bè đó, lớp ngoài cùng của các chất sau. Thứ nhất là kẽm 30, brom 35, hai cái nguyên tử đó thôi. Bốn a độc thân, rồi cái a độc thân thì để xác định sao? A độc thân của sát bằng khổ a độc thân của sát này, 3d, 1 2 3 4 5, 4x, các bạn viết cho đều nha. 3d 6, 1 2 3 4 5 6, như vậy 4a độc thân. Thành lợi, con đạt cho cô cái cấu hình của kẽm 30. Dạ, cô là 1x2. 1x2. 2x2. 2b6. 3x2. 3x2. 3b6. 3b6, rồi. 3d10. 3d. 4x2, điền vô là 3d. 3d10, đúng rồi. Lớp ngoài cùng có mấy ai không? Cô lớp ngoài cùng có 2a. 2a đó xong. Rồi. Bây giờ tiếp tục một bạn nè, Nguyệt, đạt cho cô cái cấu hình của brom. Brom z bằng 35. Thưa cô, gọi là mỗi he. Một x he. He x he. Rồi. He b6. He b6. Bo x he. Bo x he. Bo b6. Ba b sáu, ba d m, ba d m, bóng x he, bóng x he, và bóng b ba. Đếm nè, tới đây là giống của bọn là 30, như vậy thì còn dư nam. Bóng miền nam cô. Bóng miền nam đúng rồi. Lớp ngoài cùng có mấy electron không? Thưa cô, giờ lớp ngoài cùng có 7 electron. 7 electron đúng rồi, chính xác, cho nên brom có hóa trị nó giống như cà lo đó. Đã là xong. Như vậy con sẽ thấy này, cái đoạn trang đó, nó cứ nó lặp lại. Khi viết còn lớn thì cái đoạn trang nó cứ nó lặp lại. Và xíu nữa mình sẽ có một cái cách mà mình viết cho nó gọn đi cái cấu hình, chứ không nó giờ miết nó mày. Được chưa? Thì khi mà viết những cấu hình lớn thì nó lặp lại những cấu hình nhỏ ở bên trước, cho nên là thuộc nó cũng rất là nhanh. Bữa trước mà học cái trật tự thì thấy khó khăn, bây giờ thấy dễ rồi đó. Ở đây lưu ý, gây vả lưu ý một số cấu hình electron đặc biệt.
số cấu hình electron đặc biệt. Cái nguyên tắc đặc biệt nó như thế này này. Nếu cấu hình nó ra vào dạng N từ 1 D4 NX hoặc N từ 1 D9 NX thì bản thân cái cấu hình này tự thân nó sẽ người ta gọi là từ biến dạng. Nhưng ở đây cô gọi là đặc biệt trong biến dạng. Nó sẽ dịch chuyển một electron từ cái NX sang N từ 1 D4 để tạo thành cái cấu hình chuẩn của nó là N trừ 1 D5 NX1. Tương tự bên này N trừ 1 D10 NX1 thì đây mới là cái cấu hình đúng. Người ta gọi là có một sự biến dạng cấu hình. Cô thì nói là cấu hình A nó cũng sống đẹp. Nó còn sống đẹp huống chi là mình. Chỉ cái chỗ sống đẹp cho cái bản thái này. Đối với một cái trạng thế, cô giỏi ngoài đây nha. Đối với một trạng thế, thì nếu mà nó gọi là trạng thế bão hòa khi nào? Khi mà nó đủ hết electron trên cái lớp đó, nó đầy. Ví dụ X là bão hòa. Bởi vì X chỉ chứa được tối đa HA thì đủ HA bão hòa. B6 sẽ bão hòa. D10 sẽ bão hòa. Và F14 sẽ bão hòa. Trạng thế bão hòa lúc đó tất cả các orbital đều được lắp đầy bởi HA. Gọi là có cái cặp A ghép đôi. Thì trạng thế này sẽ bày. Một cái trạng thế thứ hai cũng bày. Người ta gọi là trạng thế bớt bão hòa. Bớt là một nửa. Có nghĩa là trang đó mỗi orbital sẽ được có một A và tất cả các orbital đều lắp đầy. Thì trạng thế bớt bão hòa là trạng thế N, trạng thế X1, trạng thế B3, trạng thế D5 và trạng thế F7. Một nửa của bão hòa gọi là bớt bão hòa. Thì trạng thế bớt bão hòa nó cũng bằng. Khi mà năng lượng của N trừ 1 D và NX nó rất gần nhau. Khi cái cấu hình nó như thế này nè. Thì có nghĩa là anh D ảnh không bằng. Anh X ảnh bằng. Anh X ảnh bổ hòa ảnh bằng. Nhưng ở đài này nó quan niệm nè. Giúp người khác mà không ảnh hưởng gì tới mình. Mình không mắc mà được của người khác thì mình nên giúp. Chứ không nên ích kỷ. Với tinh thần đó, cái thằng XH này nó chuyển một cái A qua cái thằng D. Cuối cùng là nó còn X1. XH bằng thì X1 vẫn bằng. Đồng thời là D4 được chuyển thành D5. Hòn số của nó cũng bằng vững luôn. Như vậy sóng này là sóng đẹp luôn á. Đúng giờ trạng thế này sẽ là trạng thế bằng. Tương tự bên này D9, anh gần bằng rồi mà không được. Anh này cho một A, cả H cùng bằng. Cả nhỏ cùng vui đây. Đấy. Minh họa rõ nét nhất là cái cấu hình của cà rôn, ví dụ 24. 24 thì mình sẽ viết nó là 1XH, 2XH, 2B6, 3XH, 3B6, 3D, 4X. Nếu mà viết bình thường là 4XH còn lại 3D4 đúng không các em? Là đủ 24A. Thì cái cấu hình này là cái cấu hình bỏ đi, không dùng được. Mà cấu hình đúng của cà rôn phải là như thế này này. 1XH, 2XH, 2B6, 3XH, 3B6, 3D5 và 4X1. Đó là cấu hình của bạch, cấu hình đúng. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp cô lấy ví dụ đồng 29 hay là sẽ có một số trường hợp ví dụ như bà bốn bả nữa con răng. Thì em viết cái đồng 29 này. 1XH, 2XH, 2B6, 3XH, 3B6, 3D này, 4X. Thì đúng ra là 3D9, 4XH. Nhưng mà thật sự nó sẽ chuyển thành 3D10, 4X, X1. Đây là cấu hình của đồng. Rất đặc biệt. Lớp ngoài cùng có một electron. Các bạn ghi vô.
có nguyên tử ở chu kỳ lớn như chu kỳ nam, chu kỳ 6 của nhóm phụ, người ta không gọi là nhóm phụ mà người ta gọi là nhóm B ngang con thêm, cũng tuân theo quy tắc bảo hòa như trên. Thực ra là tất cả các chương trình phổ thông, thậm chí là lên đại cương đại học, các con không học đến nghiên cứu đến cái chu kỳ nam, chu kỳ 6, nhưng mà thực ra có cái chu kỳ đó, có một số trường hợp nó không tuân theo, nhưng đa phần tuân theo. Ví dụ bọt 40 bã cũng tuân theo cái quy tắc toán bảo hòa, và các con cứ lạp vô đây. Còn về thực sự là người ta phải dùng một cái câu lập đó, quy tắc slider để tính cái năng lượng của từng mức, nhưng mà phổ thông thì để đơn giản quá, người ta nói như thế này, người ta nói là cái trạng thái bền, còn đúng ra là dùng cái công thức slider để tính từng cái mức năng lượng. Khiêm thỏa mãn chỗ đó chưa? Con cứ áp dụng đúng quy tắc này ở đối với phổ thông, kể cả thi học sinh giỏi và thi đại học và khóa đại cương. Như vậy là mình xong các cấu hình electron, kể cả các cấu hình đặc biệt của nguyên tử. Việc của tụi con là phải viết cho được hết các cấu hình. Xíu nữa sẽ có bài tập gửi về nhà lòng, bữa nay là đủ hết chương rồi đó. Bây giờ nhận xét về cái cấu hình lớp ngoài cùng. Nhận xét về cái cấu hình electron lớp ngoài cùng. Thì ở đây cái lớp ngoài cùng nó sẽ quyết định tính chất của nguyên tử, nguyên tố. Lớp ngoài cùng hoặc các phân lớp sát lớp ngoài cùng chưa bảo hòa, nói chung là cái chòm A mà có thể tham gia liên kết. Chứ còn có cái lớp A trong này nè, nó không liên kết được vì nó rất là gần nhân nè, năng lượng nó thấp nè, nó liên kết chặt chẽ với nhân. Cho nên liên kết là cái anh đối ngoại là cái anh này. Và cái anh lớp ngoài cùng anh sẽ quyết định cái tính chất. Cụ thể người ta phân loại nguyên tố. Nếu mà lớp ngoài cùng có tóm electron, tóm electron, mở đây, đây là lớp ngoài cùng có tối đa tóm electron, tối đa là tóm electron. Ngay chỗ cao này có thắc mắc không? Đừng ghi từ đây, có thắc mắc gì không? Một cái phân lớp D nó đã là tối đa 10 A rồi, một phân lớp S tối đa là 14 A, nhưng cô bông nó là lớp ngoài cùng chứa tối đa là 8 A electron, không có trường hợp nào trên 8 A. Và không thắc mắc thì cô sẽ gọi các bạn giải thích nha. Vì sao khẳng định được như vậy? Khiêm giải thích được không Khiêm? Cô hỏi lại rồi đó cô. Đây, cô khẳng định một câu là lớp ngoài cùng là lớp A lớp trong ngoài cùng có tối đa tóm A. Con thấy nó hợp lý không? Dạ, hợp lý cô. Tại sao không có chi 10A, 14A? Riêng một phân lớp, lớp là nhiều phân lớp hả? Dạ, do là nếu ví dụ nó thuộc nhóm thuộc từ D trở về trước ấy, từ B trở về trước thì nó chỉ có 6, mà còn nếu thêm thằng D ấy, thì lớp ngoài cùng nó là thuộc B hoặc là thuộc S, mà cùng thêm F nữa nó vẫn là thuộc B hoặc thuộc S, nó vẫn là lớp ngoài cùng đó thôi. Này đúng rồi, Kim giải thích đúng rồi, cho mà có bạn có hiểu ý bạn không? Nó xuất phát từ cái trật tự mức năng lượng á. Kim hiểu vấn đề rồi, chứ mà diễn đạt nó không dễ hiểu. Trật tự mức năng lượng mình thấy là năng lượng của NX thì như thế nào hề? So với N nhỏ hơn N trừ 2F và nhỏ hơn N trừ 1D đúng không? Có nghĩa là không bao giờ lớp ngoài cùng chứa D và chứa F. Nói cho nhanh vậy thôi. Vì ví dụ như bây giờ để xuất phát tới cái lớp thứ 3, 3X này ngang, 3X ha, 3B6. Bây giờ lớp ngoài cùng là tối đa là 8A. Bây giờ cô nói là nếu có A trên 3D mà thêm có A trên 3D thì năng lượng 3D nó lớn hơn 4X, thì A nó đã xuất phát ở 4X rồi, thì lúc này lớp 3 không còn là lớp ngoài cùng nữa mà phải là lớp thứ 4. Như vậy vì cái lớp ngoài cùng
chỉ chứa cái phân lớp X và phân lớp lớp B, mà trên X tối đa 2, trên B tối đa 6, cho nên lớp ngoài cùng tối đa là tóm A. Khi mà nó đủ tóm A nha, nếu mà lớp ngoài cùng có đủ tóm A lớp trong, hoặc riêng cái trường hợp hai ly này là 1x2 là 2a lớp trong ở lớp ngoài cùng, lớp duy nhất đó, thì nguyên tử nó sẽ thuộc nguyên tố khí hiếp. Trước kia người ta dùng cái từ khí trơ, bây giờ trong hóa học người ta không dùng khí trơ nữa mà người ta dùng khí hiếp, bởi vì thực tế nó cũng có một số phản ứng hóa học chứ không phải là trơ toàn bộ, cho nên là người ta gọi là khí hiếm. Khí hiếm này, cấu hình này rất là bền vững, có khí này hầu như không tham gia phản ứng hóa học. Lý do này, đối với cái thằng heli bằng ha, con nhìn này, một x ha có một orbital này, nó chứa các cặp electron ghép đôi rồi, mà electron ghép đôi không còn độc thân thì không có khả năng kết hợp với ai khác. Giống như máy anh cái không rồi mà làm sao mà anh có thể bùa bịch được nữa, nó vi phạm thuần phong mỹ tục độ đức pháp luật đủ thứ hết. Cho nên này nó ghép đôi hết rồi, bình vững rồi, không còn cha nữa. Có mấy đứa FA đó là mới đi kết hợp thôi. Đó. Còn đối với những cái trường hợp có cái khi hiếm mà tóm A lớp ngoài cùng phát, thì mình biểu diễn lên cấu hình A này, NXH, NB6 bất kỳ chứ gì nữa. Thì XH, đây, NXH, nó như thế này. B6, B là 3 orbital, 6A. Cũng không có cái A nào độc thân ấy. Mà không có A độc thân thì không có khả năng phản ứng nữa. Không có A độc thân. Thì xảy ra nó không phản ứng. Và đây là trạng thế mơ ước của tất cả nguyên tử nguyên tố khó khăn thôi. Đó là tóm A lớp ngoài cùng. Cho nên cô nó biểu diễn trên cái orbital này, xác định cái số A độc thân, nó sẽ đưa ra cái bẩm chất hóa học rất là lớn. Mà sau này á, mình vô cả vô đại học học nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu lớp ngoài cùng mà nó có một hoặc hai hoặc là ba electron thì nguyên tố gọi là nguyên tử thuộc nguyên tố đó, cô biết gọi nguyên tố kim loại, trừ các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là anh hydro, một x một lớp ngoài cùng có một a, nhưng mà hydro là phi kim này cực kỳ đặc biệt này. Trường hợp thứ hai mà loại đó là thằng heli, một x ha, đây là hai electron độc pha, hai electron, nhưng nó là khí hiếm. Cô dễ thích khí hiếm rồi, bởi vì cái lớp một nó như thế này. Trường hợp thứ ba là bo chết bằng nam, một x ha, hai x ha, hai b một, lúc này có ba electron lớp ngoài cùng, nhưng bo là phi kim. Nguyên tố này mà nghiên cứu sao vô cũng hay lắm này. Nó có một cái hợp chất là natri borat á, muối borat mà làm thằng the đó, nó rất là độc, thằng the mà người ta bỏ trong chả giò rồi đó, ăn rồi nó độc không đi ung thư. Để hợp chất của bo. À. Nếu một he ba electron thì con xác định nó là kim loại, trừ ba trường hợp này. Ghi bề vô ngang. Nếu lớp ngoài cùng có 5 hoặc 6 hoặc là 7 electron thì nguyên tố là phi kim. Dĩ nhiên ở đây có một số trường hợp nó lẫn cái kim loại, lẫn tính kim loại, nhưng mà nó 50-50. Ví dụ như thằng Bismuth chẳng hạn, thì cái ranh giới giữa kim loại và phi kim nó cũng tương đối thôi, thì tăng cái chương 2 sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà cứ thấy xác định 5, 6, 7 thì xác định nó là phi kim. Nếu lớp ngoài cùng có 4 electron thì có thể kim loại hoặc phi kim. Cụ thể
Ví dụ như con xác định cái lớp 4A đó, ví dụ carbon, silic thì là phi kim. Nhưng mà câu hơn nữa, ví dụ thiết hay là chì thì cũng lớp 4 nhưng mà nó là kim, kim loại. Gây vô thì xí nữa mới xử lý cấu hình của ion được. Ví dụ nguyên tử của nguyên tố X có tổng hợp cơ bản là 60, hợp mang điện gấp đôi hợp không mang điện. Câu A, viết ký hiệu nguyên tử của X. Câu B, viết cấu hình electron của X. Của X là kim loại, phi kim hay phi hiếm? Làm đây, kết hợp giữa các bài toán số hợp qua đó cũng dễ thôi. Được chưa? Này, có bạn nhắn đáp án rồi đó. Có B, D là gì đó cô?
Rồi, được chưa? Rất nhiều bận. Cô đi uống ly nước lại là rất nhiều bận. À, Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc xác định con cô lẽ có nhầm chỗ nào không hả? Hưng, đúng rồi. Thám. Rồi, ok, rất là nhiều bận. À, Linh, Linh nhầm với chỗ nào rồi con? Đây. Tổng hợp cơ bản. Như vậy trong x này thì b cộng n cộng a bằng 60, đúng chưa? Trong đó b bằng a. Như vậy suy ra b cộng n bằng 60. Mặt khác, hợp mang điện gấp đôi hợp mang điện là B cộng A bằng 2B. Gấp đôi hợp không mang điện, hợp không mang điện là N. Cô viết vào đây nha. Theo đề thì có phải là 2B chia N bằng 2 gấp đôi mà. Như vậy suy ra B bằng A bằng N luôn. B bằng N bằng A luôn. Vậy B bằng N bằng A bằng 20 mươi hợp. 20 hợp thì lúc đó là ta trang bóng tuần hoàn thì nó là 20. Còn không thì con ghi X cũng được. 20, 40. Số khối này là bằng B cạnh N bằng 40. Cấu hình của nó là 1XH, 2XH, 2B6, 3XH, 3B6 và 4XH. Lớp ngoài cùng có 2 electron cho nên suy ra nó sẽ là kim loại. Hiểu về không? Các bạn nhầm chỗ nào thôi. À, con tưởng hợp mang điện có mỗi hợp B hay hợp A thôi cô. Lý thuyết bữa trước coi là kết luận hợp mang điện trong nguyên tử là B cộng A bằng 2B. Được chưa? Cái slide bữa trước á. Rồi. Xe thì sửa, thiếu thì bổ sung. Rồi, Mỹ Ngọc, ok, hiểu rồi cô. Được chưa? Ghi vô hả? Qua trong máy nha. Và tiếp theo, ví dụ ha. Nguyên tử của nguyên tố kim loại M có tổng hợp cơ bản trong nguyên tử là 58. Xác định M có nghĩa là xác một góc độ khác của một bề toán cũ. Để thử ai còn nhớ.
bây giờ cô hỏi một bạn nhớ cái đề này nó như thế nào không, nó gần gần không? Phúc ơi, Phúc mở mic đi Phúc. Dạ nghe, dạ cô. Biết không? Dạ nhanh nhanh lắm chứ dễ đầu tim lắm. Thầy cô mà dạ online mà kêu biết không trả lời là ung lắm nghe con. Tưởng đâu nó đi đau rồi. Bây giờ con thấy cái đề này nó quen. Cô không có hỏi về dễ đâu. Cô có đề. Dạ. Dạ cũng quen. Con gặp trong cái bề cái kiểu như thế nào con nhớ không? Phải dễ đâu. Thậm chí số liệu này luôn. Dạ con chưa nhớ. À chưa nhớ. À, bây giờ giờ ta nói cho cô biết là mình gặp cái bề cái kiểu này ở đâu thôi. Đình Kim coi lại đáp án An Kim. Trách nhiệm mà chọn đáp án đó là sao? Có bọn nào chán giá là rồi. Có hai cánh tay giơ lên. Rồi bọn nào đó mở mic nói cho cô ở câu chuyện. Rồi, bọn nào mở mic nói cho cô biết là ở đây nó đã ở đâu. Có ba bọn giơ tay, một bọn nào mở mic trước là được. Đức ok nè, thám coi lại cái quả đi nghe con, làm giống giống một phim rồi đó. Rồi. Bạn nick là Nguyễn. Rồi ok. Bạn nào đây hay bạn nào giơ ta đây trả lời cho cô thử thử là cái bài này gặp ở đâu thôi. Nguyệt, các bạn này gặp ở chỗ nào rồi Nguyệt? Nguyệt ơi. Dạ thưa cô là em nhớ là căn cái tập tài liệu cô đưa cô. Cô dễ rồi nhưng mà con nhớ cái kiểu bề nó như thế nào không? Còn còn nó không thể là về đây bởi vì bữa nay mình mới học có bình an mình mới học cái gì. Dạ cái kiểu bề là ứng dụng công thức một b nhỏ hơn bên nào nhỏ hơn bên một năm cô cho tổng là 50 và số khối là nhỏ hơn 40 đúng chưa? Sau đó cô không cho kim loại mà cô bỏ chữ kim loại đây mà cô cho là số khối nhỏ hơn 40. Như vậy số khối nhỏ hơn 40 ha nó là kim loại thì là một cái điều kiện loại nghiệm thôi. Bây giờ quay lại cái bài này. Tổng hợp ca bản B cộng N cộng A bằng 58. Suy ra đây là vì B bằng A cho nên suy ra B cộng N bằng 58. Được chưa? Vì giấy vì B nó nhỏ hơn 83, tấm H nhỏ hơn hoặc bằng tấm H đó là nhỏ hơn 83. Cho nên ta suy ra B nhỏ hơn hoặc bằng N và nhỏ hơn hoặc bằng 1,5B. Từ đây mình thế B nó nhỏ hơn hoặc bằng 58 trừ cho 2B. Đây nè, N bằng 58 trừ 2B nhỏ hơn hoặc bằng 1,5B. Vậy thì B sẽ lớn hơn hoặc bằng 58 chia cho 3,5. Tổng hợp chia 3,5 đó, nhỏ hơn hoặc bằng 58 chia 3. Như vậy B lớn hơn hoặc bằng 16,6, nhỏ hơn hoặc bằng 19,3. Vậy B chọn được một số giá trị B bằng 16, B bằng 13, B bằng 18 và B bằng 19. Có 3 giá trị. Bữa trước là mình cho cái số khối, mình cho B trả tìm N để loại tăng cái số khối. Còn bây giờ họ không có cho cái dữ kiện này nữa, bỏ đi. Nhưng họ cho nó là nguyên tố kim loại. Mà đã là kim loại phi kim hay phi hiếm thì chúng ta phải viết cái cấu hình ta mới xác định được. Như vậy ứng với B bằng 13 thì ta sẽ có cấu hình là 1XH, 2XH, 2B6, 3XH, 3B5. Lớp ngoài cùng có bả electron, nguyên tố là phi kim. Cho nên chúng ta loại
Được chưa? Trường hợp B bằng 18. Lúc này 1xk, 2xk, 2b6, 3xk, 3b6. Con thấy lớp ngoài cùng có tóm ai không? Tóm ai lớp rong? Mà tóm ai lớp rong là khí, khí hiếm. Hồi nãy mình hạt rồi, cho nên loại luôn có trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba bằng 19. B bằng 19. Lúc này 1xk, 2xk, 2b6, 3xk, 3b6, 4x1. Đây, giờ mới ra kim loại nè. Lớp ngoài cùng có một electron, nó là kim, kim loại. Cho nên cái đáp án này chúng ta chọn. Vậy suy ra nó là kali 19 và thế vô N nó bằng 58 trừ cho 2 nhân cho 19 là 38 bằng 20. Vậy số khối là 39. Đấy. Đúng rồi, có rất là nhiều bạn dễ ra được cái rồi lấy chọn 10 top rồi chọn tùm lum hết cho nên là nó sẽ nhầm. Mà khi mà cho đề trắc nghiệm là bao giờ họ cũng cho cái ý như vậy hết á. Được chưa? Bài này chép vô được chưa? Ví dụ thứ ba. Người ta khai thác ngược lại trên cái cấu hình A để định lại cái số giấy. Bây giờ cô cho một nguyên tử của một nguyên tố X nào đó có bả electron thuộc các phân lớp B. Giờ cô yêu cầu xác định ZX liên quan giữa cấu hình và số học nhé. Mười ba, đúng rồi, nhanh như chết. Đúng rồi, nhiều bạn giải quyết ra được là 13 rồi. Nhưng mà bây giờ con phải trình bà cái bài dễ để nó đủ điểm. Sau cô Cường nó bị ra bà rồ, nó ở miết về mấy đứa. Này, bây giờ trình bà như thế nào cho một cái bài tự luận? X có bả electron thuộc các phân lớp B. Mà tụi con biết á, là các phân lớp B á, thì bắt đầu từ lớp thứ hai mới có phân lớp B. Được chưa? Có phân lớp B. Như vậy bả electron này nó sẽ bố trí hay là sẽ phân bố. Đầu tiên á, là 2B. Trên B chứa tối đa là 6, cho nên là 2B6 hả? Sau đó hết còn 1A như vậy nó là nó sẽ qua 3B1. Vậy cái cấu hình nó lỡ dở ở 3B1, có nghĩa là nó dừng lại ở 3B1. Thì suy ra cái cấu hình đầy đủ.
đầy đủ, nó phải đi từ trong ra ngoài, có nghĩa là phải một xk, 2 xk, 2 b 6, 3 xk rồi đánh 3 b 1. Sau đó đếm tổng cái số a đây này này ha. 4, 10, 12, 13. Cho nên ZX lúc này sẽ bằng 13. Và ra trong cái bảng hệ thống tuần hoàn thì nó là không. Đây là ví dụ 3 rồi phải không? Ví dụ 4, trên cái này như thế này. Nguyên tử của nguyên tố A có bả electron thuộc các phân lớp S. Xác định ZA. Đó, làm đi, tha hồ làm. Đừng vội nha, mỗi người cho nhát một lần, cái lần thứ hai nhát lẹ, ý em lộn là trừ điểm đó. Bình tĩnh. Nhanh như chớp, có hai đồng chí, nhưng mà hai đồng chí đó chưa chuẩn rồi. Lẹ thêm một người nữa, cô biểu đừng có vội, bình tĩnh mấy đứa. Rồi, thì tính B đó chứ Đức. Tính B chứ nhầm gì đâu. À, Đức tính lộn. À, chưa có bọn nào trọn vẹn bề này cả. À, đúng rồi. Bình Kim. Sau khi vội vàng á, là đã giải quyết lẹ rồi, đúng không Kim? Tiên Dương con nha. Dạ. Nhưng mà bữa sau cũng không vội nha, bình tĩnh nha. Các bạn đều biết làm đa phần. Đây này ngang, cô nói lại một lần nữa. Học này là tự nguyện chứ không bắt buộc. Cho nên khi các con tự nguyện học thì các con phải dốc vô các con học. Và được học, được thở là ngon lắm rồi. Chứ có người nó thở không nổi, nó bệnh, nó quọn thì làm sao. Cho nên đừng có tình trạng mà bật má rồi bỏ một vài vị trí. Cố gắng, ấy là theo dõi bè. Đây chính là cái gốc để sau này mình học đó, cho nó tốt. Nên là ví dụ mà cô cứ theo cô dò bè, cô gọi miết đó ngang thì nó lại tốn quá nhiều thời gian. Cho nên các bạn phải theo dõi bè. Chỗ nào mà chưa hiểu đó thì giơ ta lên ý kiến thỏa. Bả electron trong có phân lớp ấy thì trình bày như trên thôi. Là Y có bả electron thuộc có phân lớp ấy. Sẽ phân bố phân lớp X thì bắt đầu từ lớp thứ nhất nó có rồi, như vậy là 1XK bả A mà, cho đánh nó đánh 2XK 4A đánh 3XK 6A và như vậy còn 1A 4X1. Chỗ này nó gây cái sự nhầm lẫn cho mình nè. Vậy thì một cái cấu hình 1XK 2XK, 2B6, 3XK, 3B6, 4X1
đây là một trường hợp thôi. Và ngay ban đầu thì tụi con phản xạ đưa ra trường hợp này. Trường hợp này ZA nó sẽ bằng 19 và nguyên tố này là nguyên tố kali. Nhưng sẽ có hai cái trường hợp đó. Hai trường hợp đó nó nằm ở cái trang hồi nãy mình nói đó là cấu hình bị biến dạng từ 3D4X2 thành 3D5X1. Như vậy sẽ có trường hợp đây 1XK, 2XK, 2B6, 3XK, 3B6, 3D5, 4X1. Nó biến dạng từ 3B4, 4X1 đó. Và ZA trong trường hợp này là 24. Nguyên tố nó là cỡ chrome. Và trường hợp thứ 3 là 1XK, 2XK, 2B6, 3XK, 3B6, 3D10, 4X1. Lúc này ZA sẽ là 20, 29. Và trường hợp đồng. Như vậy riêng cái 4X1 nó tới 3 trường hợp. Chà. Hiểu không? Thật ra là biết làm hết nhưng mà sót những cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ số 5. Xác định ZX biết X có 2 electron độc thân. Thuộc phân lớp 2B. B. X có số electron độc thân tối đa ở phân lớp 3D. Đức ơi, đừng có vội. Cứ nói sót trường hợp biết mình cứ bình tĩnh nha. Cứ vội biết rồi kêu cô nguy hiểm. Các bạn khóc ra sao he mà không thấy lòm hay là không thấy nhán này. Nhán vô cho mình cô đây đâu có thấy đâu, nó đặt ra thôi chứ. Đà. Ha ha, thám cô B ha ha, không, không đúng rồi. Nguyệt dễ ra được mỗi cái một trường hợp. Mà cô cho những cái cao là cái level từ thấp đến cao, cho nên bây giờ cô đổ bổ với các bạn không có thế nào răng hê cái này là một trường hợp cả. Giờ cô dễ này ngang chú ấy này ngang. Bây giờ câu A trình ba ra sau X nó có 2 electron
độc thân. Ví dụ mình trả bài kiểm tra đó thuộc các phân lớp HB. Mình biết các phân lớp HB, phân lớp B có 3 orbital. S là có 1, B là có 3, đúng chưa? Có 3 orbital mà nó có chứa 2A độc thân. A độc thân là A như thế nào? Một mình nó chiếm một orbital thì gọi là độc thân. Như vậy sẽ còn một orbital nữa. Giờ cô biểu diễn này. Đây này nha. 3 orbital. Có 2 orbital. Nghe cô giỡn này. Nó giỡn như thế này. Chứa A độc thân. Thì sẽ còn một orbital. Em có thể ghi trong vở. Một orbital còn lại không phải chứa A độc thân thì sẽ có 2 cộng thế. Một là trống. Có con coi lại vở hôm trước cô ghi. Một orbital sẽ có 3 trạng thế. Một là trống, chưa có A. Hai là chứa A độc thân. Là một A. Cái spin nó sẽ là spin dương. Trường hợp thứ ba là nó chứa cặp A ghép đôi. Có nghĩa là gọi là cặp A ghép đôi có hai electron với cái spin ngược nhau đó. Như vậy, một orbital còn lại trạng thế trống hoặc là ghép đôi. Như vậy, nếu orbital còn lại trống có nghĩa là đây như thế này. Vậy thì nó là HB hết. Hoặc là trạng thế orbital còn lại ghép đôi. Thì lúc này nó sẽ như thế này. Thì HB bóng. Vậy thì đối với cái trường hợp HB ha, thì nó là cấu hình 1X ha, 2X ha, HB ha. Và ZX trong trường hợp này bằng 6 nguyên tử của nguyên tố carbon. Đối với trường hợp HB bóng thì lúc này 1X ha, 2X ha, HB bóng, ZX trong trường hợp này là bằng 8 và nó là nguyên tử của nguyên tố oxy. Hiểu không? Cái gì mà 30, 36 ở đây tùm lum hết. Không có đâu. Hiểu không nè? Còn đứa thử nãy giờ nó còn ở đây không? Trung. Còn ở đây không? Trung A4. Dạ con. À, con hiểu bài không? Giờ con hiểu sơ sơ không cô? Nãy giờ con đau đầu được. Sao vậy? Do con đau đầu con không hiểu hay là do con không hiểu rồi con đau đầu? Dạ, do con đau đầu nên con hiểu sơ sơ không cô? À, do đau đầu hiểu sơ sơ giả là mua Paradol uống vô nha. Dạ. Rồi. Sẽ coi lại ba. Dạ. Dạ. Rồi. Đây nè. Nó rất là dễ con lý luận thôi. Cứ hạt bè cũ, hạt bè cho nó kỹ đi cái phần trước. Có gì trong vở thôi chứ thôi. Bây giờ một cái phân lớp B nha. Tất cả bạn chú ý. Cứ B là có 3 orbital mà nó chứa. Có 3 orbital chứa 2 electron độc thân. Thì sẽ là có 2 orbital chứa A độc thân. Thì còn một cái orbital còn lại nó sẽ ra gồm một cái trạng thế là trống hoặc là ghép đôi. Nếu mà trống thì nó sẽ như thế này, mà ghép đôi thì nó như thế này. Mà như thế này thì thành HB ha, thì nó đi đến HB ha. Ghép đôi thì như thế này, nó ra HB bóng đi đến đây. Như vậy chỗ này ok chưa? Có bạn nào thắc mắc vô ta lên nữa nha. Bạn nào không hiểu vô ta lên nha cô. Rồi như vậy là cô qua cái cao B nha. X có số A độc thân tối đa ở phân lớp 3D. Mà mấy đứa làm tôi còn ba máy ở đâu không có đâu. X có số A electron độc thân tối đa ở cấp 3D. Cô hỏi nè, cấp phân lớp 3D đó có mấy orbital? 3D có mấy orbital nè?
Trang, Đoan Trang. Trang ơi. Đi đâu rồi? Bớt dạ, lòng cô. À mà quá. Mày lòng cô đầu tiên luôn á. 3D. Phân lớp D có mấy cái orbital con? Dạ cô là phân lớp D có 5 orbital. Dạ, 5 orbital. Như vậy theo con dạ, có tối đa là bao nhiêu A đặt thẳng? Nhiều nhất có dạ, thể là. Dạ cô có tối đa là 10 A. Đấy đọc phân mà. Độc thân mà độc thân là một orbital đó chứ, một hai mới gọi là độc thân chứ, hàng chứ người chứ. Hai người còn đâu mà độc thân nữa. Như vậy. Đây này nha. A độc thân là A gì? A mà một orbital nó chứa một A như thế này thì gọi là độc thân. Còn orbital mà nó không có chứa A nào cả thì đây gọi là orbital trống nè. A này là độc thân. Được chưa? Và orbital mà chứa 2A thì người ta gọi là cặp A ghép đôi. Đó, nói đi nói lại cái chỗ này. Như vậy 3D nó có 5 orbital. Màu K, 3, 4, 5, cô biết thừa rồi. Xóa. Đi chứ. Phải chứ. Bỏ cái đây đi nghe. Nam orbital. Số cho nó lịch sự chứ bây giờ tải nó đầu đào rồi còn để nó tới nữa. Một, hai, ba, bốn, năm. Đó, năm orbital. Như vậy nó sẽ chứa tối đa là năm electron độc thân thôi. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè. Năm phần thì mà phần đơn thì chứa tối đa là năm người chứ mấy này. Chỗ này chấp nhận chưa nè? Nam độc thân như vậy là 3D nam. 3D nam thì xây ra cái cấu hình của nó sẽ có hai trường hợp. 1XH, 2XH, 2B6, 3XH, 3B6, 3D nam, 4XH và trường hợp thứ hai là 3D nam, 4X, 4X1. Yeah. Như vậy sẽ có hai trường hợp tên là giấy bằng 20, 25 của mangan và trường hợp dưới nó biến dạng giấy bằng 24 của carbon. Rồi. Bây giờ đó là các bài tập sơ bộ. Bây giờ thêm một cái phần lý thuyết lưu ý nữa. Sao ấy? Nếu mà electron cuối cùng gọi là electron cuối cùng hoặc là electron gọi là electron thuộc phân mức năng lượng cao nhất. Năng lượng cao nhất. Thuộc cái phân bóp ấy thì mình gọi cái nguyên tố này là nguyên tố X. Nếu như đây mà nó thuộc phân lớp B thì mình gọi nó là nguyên tố B. Nếu nó thuộc phân lớp D thì sẽ gọi là nguyên tố D. Và nếu nó thuộc phân lớp S thì sẽ gọi nó là nguyên tố S. Như vậy có thể chia theo cái nguyên tố theo kiểu X, B, D, S và có bốn loại như thế này.
Các con ghi vô phở và mình minh chứng nè. Thí dụ cái trường hợp này. Này, có phải A cuối cùng là đây là nó thuộc lớp 2B không? Cho nên các con người ta gọi là nguyên tố B. Đây là 2B bóng. Như vậy, lượng oxy cũng gọi là nguyên tố B. Cái thằng mangan đây, con nhìn này. Electron lớp ngoài cùng thì thuộc bóng X. Nhưng năng lượng cao nhất thì nó lại ra vào 3D. A cuối cùng mình xây dựng ở 3D này. Có phải mình điền A là năng lượng bóng X nó thấp hơn 3D, cho nên điền bóng X quanh ở điền 3D. Cho nên mangan nó là nguyên tố D. Carbon cũng là tương tự, cũng là nguyên tố D. Được chưa? Bây giờ ví dụ như cái cấu hình mình xác định cái thằng natri đi. Natri 11 thì sẽ viết nó là 1XH, 2XH, 2B6, 3X1. Đó, A năng lượng cao nhất, cuối cùng mình điền ở 3X1. Cho nên natri nó thuộc nguyên tố X. Còn viết cái cấu hình và xác định cái trật tự mức năng lượng thì xác định cái này rất là dễ. Chà. Hiểu bài không? Hôm nay các bạn hiểu bài không? Bề hơi khó bởi vì cái phần năng con nó lên một tí. Con đạt không kỹ đề mấy cô. Đạt không kỹ đề. Nói chung là cô dễ hiểu không? Chứ còn tụi con chưa dễ mà nó xe là chuyện bình thường. Hoặc là chưa dễ được là chuyện bình thường. Hiểu cô. Hiểu không? Dạ. Rồi. Bữa nay dừng tại đây hả? Cô còn dạy một nhóm nữa. Khoảng 9-10 giờ cô sẽ bốt cái bề, cái đề của cái phần, cái bề trắc nghiệm của cái phần cấu tạo vỏ nguyên tử. Các con làm, nó còn một cái phần là cấu hình của ion các con chưa học được. Kết nào liên quan đến ion một ít thôi, bỏ lẹ. Bữa sau cô sẽ giải thích, được chưa? Và sẽ có bài kiểm tra tổng hợp. Ấy là tới tuần sau á, sẽ có bài kiểm tra tổng hợp chưa? Chưa? Chẳng nếu cô gửi là làm liền hả cô? Ha ha, thì con từ từ ba trẻ làm nó nhiều lắm. Làm đến trước cái bữa học đó là được. Còn cao nào làm không được thì bỏ qua. Hoặc là mình làm xe thì bữa sau cô sửa. Nhưng mà phải làm rồi phải coi lẹ cái lý thuyết. Hiểu ý cô nói chưa? Hiểu nha. Cái gì vậy? Bài cô. Rồi được chưa nè. Tạm biệt hả? Bye bye. Bye cô. Bye cô. Chúc buổi tối vui vẻ nha. Khó quá cô. Bye cô. Mà khó mà. Lớp nè, gặp dở không có khó đâu. Không hiểu chỗ nào cứ nhắn riêng. Cần thì cô mở Zoom, cô giảng lệ cho một mình cũng được. Khó mà là ảo. À, ảo thì cái tật đó là thuốc nó đặc trị khó lắm con. Sao mẹ còn một nhóm nữa con ơi.